Cái này dồi xả ở Phước Ti hả mẹ? Dì ba làm á, lấy mấy đó đi xem. Ngon quá ha. Giờ xiến hút chân không hả? Bây giờ thì mẹ đang soạn đồ để mai đem ít đồ lên Sài Gòn đám giỗ cúng với lại biếu. Bao nhiêu bánh mẹ? Được 100 mấy nha Nguyễn. 10 gói 150. Dạ. 19 gói đẹp quá hả? Dạ. Hồi trưa là ai gói mẹ? 19. Mẹ 19. Mẹ không có. Dạ. Mẹ mất với em 19 với con Ca. Dạ. Chị Ca nữa hả? Bé mẹ gói có mấy cái à? Rồi. Dì ba xuống sao hả? Ba xuống rồi. Dì ba mất đi chị. Về trưa có quay phim không mẹ? Thì có 1 phút à? Xin ca để Hoàng Sơn chào cả nhà nha. Bữa nay mẹ chuẩn bị ít bánh để lên Sài Gòn đám giỗ. Để coi coi chị Sơn Ca có quay không. Cho bà con mình coi không khí làm bánh rồi chưa nha. Này Sơn Hà. Con chào cô chú nè. Sơn Hà. Con đeo vô hả? Con chị Phai Phai. Phai. Anh ơi, anh ơi. Rồi đây cho mẹ làm đi. Cái củ cải hả mẹ? Củ cải đỏ trong đường. Ai hỏi gì? Dạ. Sơn Ca về. Chị Sơn Ca với An về. Dài. An, An con chị Sơn Ca. Chị Hà. Dạ. Này thơm xào đường. Dạ. Thơm xào đường ở chung vô luôn. Xào gì nè chị? Xào riêng cho nó tới. Dạ. Ngon quá ha. Ăn mắm tôm là có đu đủ rồi là ngon nghe lắm nè. Mà đu đủ cắt sợi lớn lớn gì nè mới ngon. Nó giòn. Dạ. Cắt sợi gì nè chị? Nhuyễn quá nó không ngon. Còn cái này trộn với đường cát nè. Rồi nó giờ nó héo lại nè. Chuẩn bị đem vỗ trộn mắm với làm bánh. Dạ. Con thì đi tôm với cá. Cá. Dạ, khô cá. Mẹ có khô. Dạ, mẹ hình. Mẹ có khô. Không hình. Phải là, phải là. Con là có muối không hà hay không? Chắc xương xương luôn, phơi khô. Dạ. Mẹ phơi khô chắc cái đó chiên giòn ngon lắm á gì ba. Không hình là ngon 130. Chiên giòn ăn với mắm me gì ba, ngon lắm. Con nào như con lấy điện tẩu không? Dạ hả? Thấy hả? Em gặp thứ hai. Lát mình soạn đi mẹ để sáng quên. Dạ, soạn để sẵn chỗ. Mấy giờ mình đi? 8 giờ. Dạ 8 giờ rưỡi. Hai mấy ta không biết nhiều ký mấy chú hai đem đây đi con trả chú hai hả? Em cao hơn người ta mua vô thôi chứ con bán ra con biết. Trả 130 ngàn, còn cá con cát nhỏ nhỏ bằng chiếc đũa trả 100 ngàn. Phượng đấy em bán cá cát nhỏ mừng sẵn con 100 ngàn nữa. Có bàn chỗ. Còn mình sẵn luôn á, mình qua căn còn nó nguyên con mấy chợ mình sẵn 100 ngàn. Dạ. Yeah. Ừ, để đi em tắm, để đi, từ từ mẹ vô. Sáng hoa hồng ra đi. Tắm là chị. Chị cứ mang đi chị để 5-3 tháng, 1 năm gì cũng bình thường. Mắm hồng cứ nói đi hả?
Dạ, tôm đá. Ừ, ngon quá. Ừ. Ồ, thơm quá mà gì ba? Ừ. Wow. Thấy thèm rồi nè. Thơm quá. Nhưng mà trộn ngày mai mới thấm mới ngon. Trộn ngày mai con tôm nó mềm lại, giờ con tôm nó cứng ngắt nè. Dạ. Ngon quá mẹ, trộn vô đu đủ. Thơm con, thơm ha. Thơm với đu đủ nó mềm. Đu đủ nó mềm hả? Dạ. Đủ nó mềm mềm tự cái vỏ nhưng mà cái thịt nó chắc. Ừ, để mẹ chút xíu nha con. Đó, thơm quá chưa? Ngon quá. Trời ơi thơm nước mũi gì ba. Bữa chị qua bên Thí trừ bên Thí Sắc qua khỏi cầu Hàng. Bữa ăn lạc hai bữa, bữa 30/11 trời ơi chứ trộn mắm gì đâu dám vậy. Chả nước miếng nhìn chả nước miếng không hai chị. Gặp mấy bữa ăn chay á gì ba. Cái con tôm thẻ mà nó cũng ngon chị mà mình chê chứ cũng mạnh có thấy ngon đó giờ là tôm nhưng mà nó không chắc bằng tôm đất hả mẹ? Thì nó rẻ thì có hơn nửa tiền có tôm đất à? Dạ. Đất tôm đất nuôi đất 160 kg thì nó có 80.000 kg mà nó còn bự con hơn cái này nữa. Rồi thơm cái heo. Thơm quá. Thử hai thì vô bụng. Dạ, dì ba thử đi dì ba. Nén đi. Tại vì có mặn thêm miếng đường nữa thôi thì như chị. Dạ. Không thử luôn mắm. Ngon rồi, khỏi. Ngon. Dạ. Tại vì mình ướp đường vô trong tôm đủ. Đủ rồi mình ướp đường vô trong củ cải. Ngon. Bởi vì cái gì cũng thấm nó ngon. Thơm sầu đường đó. Ngon rồi nè. Có thơm sầu đường đó đó chị. Hồi đó mình không có trộn thơm sầu đường. Mà giờ này nè, làm biết thêm cái gì không? Thêm tỏi ớt á. Dạ, yeah. Có tỏi ớt. Thêm cái cay ngon. Thêm cái cay. Có một cái cay. Đó, rồi được rồi. Thiếu rồi đây. Nó hơi cay cay mới ngon. Dạ, thử rồi. Dạ, cũng thơm mắm nó bị thèm. À, ba ơi bà nội ba một chút thôi mẹ chú anh Sơn về là sợ mẹ để tắm cho Sơn Hàng cái Sơn Hà đi hớt tóc về chưa tắm vậy hả khoe bà nội ba ơi khoe bà nội ba cái đầu mới đi hớt tóc về biết khoe dữ mẹ giờ soạn cái thùng ra thì Sơn Hà leo vô dành này bắt đầu chơi chẳng rồi anh đây thôi em không chui vô đẩy vậy ba về đây tối ngủ chung với mẹ hả tâm sự hả chuyện đang khóc chân không cá làm hả con này hổng hỉnh nè hổng hỉnh này ngon lắm trong cát này mà làm nào con không hay cho hỉnh nè có bự quá vậy ngon ha yeah, cái này thì do ít nên mẹ làm để biếu chứ không có bán cả nhà ha giờ xuyến đang hút chân không Xuyến thì đang chuẩn bị khô mẹ thì giờ bánh mẹ cho vô từng bịch hả mẹ bánh đẹp rồi ừ. Chín gói thì khéo rồi ngon quá ha con bé biết gói hả mẹ bé bắt dạ nói bữa nay Xuyến đi Sài Gòn má ba thì về chơi hơi trễ nên là ở nhà thợ hơi ít ha rồi mẹ thì bắt giữ Sơn Hà hả mẹ có con lát mẹ làm sẵn hết rồi có con lát này Sơn Hà kêu bé là giữ Sơn Hà cái này thì không có cân ký có nhiều mình đóng gói nhiều rồi được hai bịch khô ha một cá bóng cát dồi xả ừ.
Dạ, mẹ cho vô một bịch vậy là à, cho vô hai bịch lớn hả? Rồi chết. Chui ra lẻ xuống hả? Để anh nhốt. Đừng có ngửi ngợp em nghe. Hai anh em làm chắc tiêu cái thùng của mẹ quá. Hả? Sơn Hà mới hất tóc hả sao không? Đẹp trai ta. Sơn Hà cũng hất tóc luôn. Bà nội ba kêu nhốt Sơn Hà lại rồi. Sơn Hà nhốt Sơn Hà lại nha. Trời ơi, nó kêu anh đóng rồi. Trời ơi, nó kêu anh đóng lại đi. Thôi không được, ngộp thở. À, nghe nè, nó chui xuống. Thôi không được. Để nó tự đóng đi, con đừng có đụng vô nghe. Nó ngộp nó tự bò ra. Đóng đủ đầu được sao? Đủ đầu sao đậy lại cái tấm kia được. Dạ xả thường bỏ vô cháo không mẹ? Mẹ đang liếm mà anh hỏi quá không sao, cứ gom hết là cái số lượng mình làm hồi sáng nhiêu thì giờ nó vậy mà. Bịch 50 à? 50 giờ xả thơm quá. Vậy là lấy 60 cái bánh dinh dừa với 80 cái bánh đậu. Dạ, vậy là 104. Này nhân đậu nhiều hơn hả mẹ? Đậu nhiều hơn. Ba hay quá. Anh ấy mới có 150 không biết giờ còn nhiêu, ba nó còn 104. Thách thoát hả? Thử bánh hả? Chứ sao còn 150 được hả ba? Trời ơi, hư cái thùng. Hư cái thùng rồi. Thấy thùng nó khoái lắm. Thấy thùng khoái lắm. Chui vô trong tự nó đóng lại nè. Coi chú coi nó giống như con ốc chui vô tự đóng lại. Trời ơi hết nó nổi luôn. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, kẹt rồi. À, mày hà quậy quá. Ngồi trong thùng mà nó kéo lại, luôn cái đầu ba bên thì còn nguyên lúc cái thùng nó biểu ăn chạy vậy. Chết chưa? Chết rồi. Không sao. Không sao hết. Không sao. Mới hay lại đẩy sân hà. Nó la sùm luôn mà. Rồi giờ tiến chân thông mấy cái bịch này nè. Rồi được một bịch ha. Rồi bịch thứ hai. Đây. Sơn Hà giỏi ta. Rồi buông tay ra. Đó. Bóc Sơn Hà thấy anh Sơn Hùng nghe. Hút chân không nghe. Nghe. Mốt con làm này nghe. Dạ. Buồn ngủ rồi. Hôm nay mẹ Xuyến đi bỏ cả ngày ở nhà.
À, rồi mẹ. Rồi, lấy ra thôi. À, cả nhà thấy không? Ngon không? Y như lạp xưởng ha. Nhờ cái màu nó khác. Đó, nhìn cứng ngắt à. Đó. Rồi, dư mấy cái hả mẹ? Một tay đeo lòng thòng á, một tay làm lạp xưởng. Cả nhà mình cùng đi đám giỗ Sài Gòn nha. Rồi, tạm biệt cô chú mình ha. Về quê lên Sài Gòn đây. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau nha. Hay đó. Con cá ngon chưa?